cuộc sống hạnh phúc của Thùy Lâm sau 14 năm rời showbiz. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Nguyễn Thùy Lâm có cuộc sống hạnh phúc bên chồng tiến sĩ và hai con, đủ nếp đủ tẻ, được khen có nhan sắc, không tuổi. Thùy Lâm sinh năm 1987, là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, top 15 Miss Universe được tổ chức cùng năm. Cô từng là một trong những người đẹp đa năng nhất của showbiz Việt khi cùng lúc hoạt động trong các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Sau khi kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn năm 2010, Thùy Lâm ra Hà Nội sống cùng gia đình chồng, rút lui khỏi làng giải trí để vun vén tổ ấm. Rời showbiz 14 năm, cô vẫn luôn được nhiều người dõi theo và yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Sau 14 năm kết hôn, vợ chồng Thùy Lâm hạnh phúc bên hai con đủ nếp đủ tẻ. Bên cạnh hỗ trợ chồng, cô còn phát triển công việc trong lĩnh vực làm đẹp. Người đẹp cho biết không có ý định trở lại showbiz, làm TikTok chỉ vì hai con thích xem và tham gia một số chương trình cũng chỉ vì hỗ trợ bạn bè thân thiết. Vợ chồng Thùy Lâm thỉnh thoảng trốn con đi hẹn hò riêng hoặc đồng hành với nhau trong các chuyến công tác. Gần đây, Thùy Lâm gây chú ý khi đăng tải một số video về làm đẹp, thời trang trên TikTok. Cô nhận vô số lời khen cho nhan sắc không tuổi. Nhiều người nhận xét Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 không thay đổi nhiều so với 14 năm trước, khi còn hoạt động showbiz. Thùy Lâm nói ở tuổi U40, cô không sợ gì bằng sợ già. Vì vậy, người đẹp rất chú ý việc dưỡng da và luyện tập. Cô dưỡng da đều đặn mỗi ngày, đến spa hàng tuần, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện tại một số sự kiện giải trí do bạn bè thân thiết tổ chức, Thùy Lâm luôn được khen trẻ hơn so với tuổi thật. Thùy Lâm khi đọ sắc với Ngọc Châu, người đẹp kém mình 7 tuổi, tại một buổi ghi hình chương trình Tết hồi đầu năm. Thùy Lâm khi hội ngộ Hoàng Oanh, nữ MC kém mình 3 tuổi, ở đời thường. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 khi xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa hồi 2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.